cử một cái năm, cử một cái năm, cử một cái năm thì sao? Thử một cái năm thì sao? Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây. Hello anh em, tôi Gcom đây. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh của Gcom. Và ngày hôm nay tiếp tục là series mở hòm CS2 tại Side Skin Club. Và ngày hôm nay tôi sẽ làm một cái content mà chắc chắn là rất là nhiều anh em yêu thích. Đó chính là mở 100 hòm tại Side Skin Club. Để xem với 100 hòm ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái gì nhá các bạn nhá. Ok, hôm trước thì tôi thấy có bạn comment là cái hòm Canyon Event khá là ngon. Nên hôm nay tôi đang vào Side và tôi đang tìm cái hòm ấy đây. Ok, trước khi tôi mở hòm thì anh em nhớ là ở dưới mỗi clip mở set 2 của Duy thì đều có những cái mã mời. Khi mà anh em nạp vào Side Skin Club thì sẽ được bonus thêm 10% nha anh em nhá. 10% tiền nạp. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái hòm hôm trước bạn ấy comment đi. Đây rồi, Canyon Event, để xem trong cái hòm này là có những cái gì nha anh em nhá. Hòm này thì trị giá là 12 đô, 12 đô anh em ạ. Thì hôm nay tôi đang có 1k1 đô, được khoảng 100 hòm đấy. Được khoảng 100 hòm đấy, thiếu một tí thôi. Hòm này của chúng ta vẫn có bướm này, Skeleton này, Bayonet này. Cái con dao này đẹp này, con dao này tôi khá là thích. Ngoài con bướm ra này, tôi thích con này là con thứ hai. Con này kiểu dao nó dài á, rút ra nhìn đẹp lắm. Ok, không linh tinh liên thuyền nữa, anh em mình chiến luôn. 100 hòm Canyon Event K, 60 đô 5 hòm, let's go. Như nào nhỉ? Lượt đầu tiên, lượt đầu tiên. Oh my god. Ok, chơi. Ui, ui, ui. Tí ăn con dao ấy, tí là ăn con dao đấy. Chạy có một tí thôi anh em ạ. Nó mồi mình anh em ạ. Nó mồi mình anh em ạ. Nó mồi ác. Ra được khẩu USB này. USB này 50 đô này anh em. Phải lãi á. Phải lãi luôn. Ui. Emotional damage. Sao lại xiên khe nhỏ? Sao lại xiên khe được nhỏ? Ra đi nào, ra đi nào, ra đi nào. 30 hòm rồi mà chưa ra gì này. Chưa ra cái gì thế này. Có thật sự là ok không ấy nhỏ? Con bướm nó cứ ở dưới này thôi anh em ạ. Con dao bướm nó cứ ở dưới này thôi, không tí nữa thôi. Ui, hai ủi ba con dao ở trên luôn mà nó cũng xuống luôn anh em. Vậy là vừa nãy mình có 1k1, bây giờ mình còn 700, mình lọ 400. Vậy là mình đã mở được khoảng 90 hòm rồi đấy. Vẫn chưa ra gì. 95 hòm rồi. 95 hòm rồi vẫn chưa ra cái gì. Một trăm hòm rồi. Đây rồi. Ơ à. Đây rồi, đây rồi, đây. Cái cảm giác có đưa mình lên ngưỡng cửa thiên đường thế nhở? À, tâm lý mình thoải mái thôi. Cảm thấy ra là ra, không ra thôi. Quan trọng gì. Ok. Nope. Chịu game. Chịu game. Xiên khe à.
Ok chứ nhỏ. Ông nào nhỉ? Ông nào comment Canon Evan cây ngon đấy nhỏ. Thử một cái năm. Thử một cái năm. Thử một cái năm thì sao? Thử một cái năm thì sao? Gà găng. Một cái găng. Bao nhiêu? Ui cái găng này có 200 đô đấy anh em. 200 đô là mình không mình cũng gỡ được khớ khớ đấy anh em ạ. Mình cũng gỡ được khớ khớ ấy. Được mớ anh em. Được mớ anh em. Được mớ găng tay nha anh em ơi. Được mớ găng tay rồi. Chỉ cần ra một con dựa nữa thôi. Chỉ cần ra một con dựa thôi là perfect. Lại về một. Cái thế mồi câu. Cái thế mồi câu. Ý được con Doppler kìa. Được con Doppler vàng chóe. Doppler đi. Doppler đi. Chào. Từ lấy là tôi là mở hơn 100 hòm anh em ạ. Khoảng 150 hòm nữa ấy. Chứ không phải 100 hòm như lúc đầu nữa đâu. Bây giờ mình chuyển chiến thuật tí đi. Bây giờ mình đang còn 749 đô. Mình sẽ upgrade thêm một chút nữa nha các bạn nhé. Mình up một lần nữa, mình up đúng một lần nữa anh em. Mình ăn sổi nhá. Mình ăn sổi xong mình té nhá. Mình giữ lại đúng đôi găng thôi anh em. Mình giữ lại đúng đôi găng thôi. Ok. 500 đô. Up được lên con dao đây, con Doppler đây. 74%. Chơi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. 74% còn không ăn. 74% còn không ăn. X5 nữa đâu? X5 đây đúng không? Một ăn cả ngã về không. Một là ăn cả, hai là ngã về không. Làm con bướm. Chơi. Thất bại rồi. Với 150 hòm canyon. 150 hòm canyon. Vẫn về mò. Ôi thất bại rồi anh em ơi. Lại tiếp tục thất bại thêm một clip nữa. Lại tiếp tục thất bại một clip nữa. Ok anh em ơi. Vậy là tớ đã hoàn thành mở content mở 150 hòm canyon cây rồi anh em nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã xem giờ phút này. Và hẹn mọi người vào những clip mở hòm set 2 và những cái số tiếp theo tại Side Skin Club. Mọi người nhớ là ở dưới phần mô tả của Duy có cái mã mời sẽ cộng thêm 10% tiền nạp. Thì mọi người nạp thì mọi người nhớ thêm cái mã mời của Duy vào nhé anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đúng là Duy đen mà anh em. Được đúng một hôm. Tôi ăn được đúng một hôm. Gần như là trả hết luôn rồi. Ôi rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn mọi người vào những clip tiếp theo. Bye bye.